Giấc mộng ca sĩ. Tiếng hát hay quá. Các anh chị mua kẹo cao su ăn cho thơm miệng nào. Để cho tôi một phong kẹo nào. Hay quá, hay quá. Chẳng thua gì ca sĩ chuyên nghiệp cả. Anh ơi, chụp cùng em một tấm hình. Anh ơi, cho em xin chữ ký với. Hôm nay có sao tới, không hát tiếp được đâu. Các cậu đi chỗ khác đi. Nhanh lên nào, không ca sĩ Đức Minh đi vào trong mất. Cậu có sao không? Tớ không sao đâu. Bộ loa hỏng mất rồi. Thế này thì còn làm ăn gì nữa. Thôi về nghỉ sớm đi, mai tính tiếp. Cướp, cướp. Ông trời ơi, tại sao người lại đối xử bất công với con như thế? Cơ làm sao mà cậu lại than trách trời như vậy? Ông ở đâu hiện ra vậy? Ta là Bụt. Ông Bụt ư? Chẳng phải chỉ có trong truyện cổ tích thôi sao? Ta có ở khắp nơi, khi nơi đó có ai cần đến ta. Vậy là cụ có thể cho con những điều ước phải không? Đúng, giờ cậu muốn gì? Con cũng đi hát như người ta, nhưng sao con bị xua đuổi đánh đập? Còn người ta thì được bao nhiêu người chào đón ngưỡng mộ. Con không muốn làm một ca sĩ vô danh nữa. Con muốn được một lần làm ca sĩ nổi tiếng biểu diễn trên sân khấu lớn. Được. Xem này, trang nhất của các báo hôm nay toàn đăng ảnh của anh cùng album mới ra thôi nhé. Chiều nay chúng ta sẽ có buổi họp báo, rồi đi gặp các nhà sản xuất. Buổi tối thì biểu diễn ở sân khấu An Hòa. Anh Quân, anh Quân, anh Quân, anh Quân, anh Quân, anh Quân. Một tháng sau. Quân ơi, xong chưa? Đi nhanh nào. Tôi ra ngay đây. Ước gì được ngủ một giấc đến chiều tối thì tốt. Một tháng nay toàn là chạy show thật mệt mỏi. Đây là lịch trình làm việc của tuần này, anh xem đi. Quân, anh có nghe tôi nói không? Ừ, tôi biết rồi. Trời, không được nghỉ một ngày nào ư? Anh xem có thể bớt một vài chỗ không quan trọng không? Chứ cả tháng nay chạy show rồi, tôi chẳng có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Không được, tôi đã nhận lời họ rồi. Với lại đây là thời kỳ huy hoàng, anh phải tận dụng mà quảng cáo tên tuổi chứ. Tôi sẽ sắp xếp cho anh nghỉ sao? Anh về nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ đón anh sớm. Quân, có phải Quân không? Trời ơi, Tú phải không? Lâu quá không gặp anh, nhìn anh khác quá. Còn tôi thì... Có gì đâu, vào nhà tôi nhé, chúng ta uống vài chén. Tôi sợ không tiện, hay ra ngoài quán nhé. Ừ. Vào đi. Giờ này anh vẫn còn ngủ được cơ à? Anh xem đi. Cái gì đây? À, cái này à, bạn bè cũ lâu không gặp nhau nên có hơi quá chén tí ấy mà. Quá chén? Chỉ cần một lần quá chén của anh là chúng ta gặp biết bao nhiêu là rắc rối. Anh có biết các nhà báo bao vây kín bên ngoài, phải khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi bọn họ để lên đây không hả? Anh đừng có quá đáng như vậy. Anh là gì mà có quyền nói tôi như vậy chứ? Tôi là quản lý của anh. Tôi có quyền quản lý tất cả các thứ thuộc về anh. Tôi sẽ nói chuyện sau với anh. Còn giờ anh hãy thay quần áo đi. Chúng ta có một cuộc họp báo. Anh nhớ thể hiện cho tốt vào. Vậy là từ giây phút này, anh không còn là quản lý của tôi nữa. Anh định đi đâu? Còn buổi họp báo thì sao đây? Trời ơi! Sao ông trời cứ thích trêu đùa ta vậy? Đây chẳng phải là cuộc sống mà con từng mơ ước ư? Đúng vậy, nhưng làm người nổi tiếng thật mệt mỏi, chẳng có tự do, chẳng được là chính mình. Cuộc sống của mỗi người luôn có những điều người ta không vừa ý. Có người thiếu tiền bạc, nhưng thừa sự tự do.
con người thèm khát một cuộc sống tự tại trong khi thừa thãi vật chất. Vậy nên, mỗi người muốn sống vui vẻ nên cố gắng đạt được những điều tốt nhất trên cuộc đời của chính mình. Vâng, con hiểu rồi thưa cụ. Xin cho con trở lại cuộc đời của chính con. Quy luật xe rác. Chiều phải đi công tác mà báo cáo cô chưa chuẩn bị xong. Như vậy sao có thể gặp đối tác đây? Thưa sếp, em đã in và nhờ chị Hà gửi lại cho sếp. Chắc có sự nhầm lẫn nào đó rồi ạ. Không làm xong còn đổ lỗi cho người khác. Cô nên về hoàn thành công việc để kịp chuyển công tác. Nếu không, tôi muốn nhìn thấy lá đơn xin thôi việc trên bàn vào tuần sau. Đáng đời, định tranh chức nhân viên xuất sắc à? Chị ơi, hôm qua em có việc về sớm, nhờ chị in và nộp báo cáo cho sếp sao? Trời ơi, thôi chết, chị xin lỗi. Hôm qua chị cũng bận nên quên khuấy mất. Quái lạ, sao chị ấy lại có thể quên được nhỉ? Hôm qua trước lúc về, chị ấy rất nhiệt tình nói nhất định sẽ giúp mình cơ mà. Chả nhẽ lại định chơi xấu mình. Mà chắc chắn là như vậy rồi. Tôi muộn rồi, còn 30 phút nữa. Anh làm ơn cho tôi ra sân bay gấp. Muộn giờ là tôi mất việc đấy. Tôi sẽ cố gắng. Anh không đi nhanh hơn được hay sao ạ? Mà lúc trước có mấy cái xe vượt đèn đỏ, sao anh không đi theo? Chỗ đó cũng không có cảnh sát giao thông mà. Cô cứ bình tĩnh trong 30 phút. Tôi sẽ đưa cô đến nơi đúng giờ và an toàn. Tôi không thể coi thường tính mạng của mình và của khách hàng được. Chúng mày đi kiểu gì thế? Muốn chết à? Sợ quá, suýt nữa thì chết. Mà anh cũng thật lạ, không chữa cho thằng cha vượt đèn đỏ ấy một trận. Anh hiền quá đấy. Phải như tôi á, tôi cho một trận rồi. Cô không sao chứ? Người không sao là tốt rồi. Tôi làm nghề lái xe, tham gia giao thông rất căng thẳng, nên lúc nào cũng phải giữ thái độ vui vẻ. Trong những trường hợp như thế này, tôi luôn áp dụng quy luật xe rác cô ạ. Quy luật xe rác nghĩa là sao? Trong cuộc sống có nhiều người cứ như là cái xe rác vậy. Họ mang theo đầy rác bên thân mình. Rác ư? Anh nói thế nào ấy chứ? Làm gì có ai điên khùng như thế? À, rác ở đây là những bực dọc, nóng giận và chán chường mà họ gặp phải trong cuộc sống. Vì rác đầy ắp thân hình họ nên cần nơi xả rác. Và thế là họ trút lên cô, lên tôi hoặc bất cứ người nào. Vì thế tôi nghĩ khi bị trút rác lên người, cô nên mỉm cười, chút điều tốt lành cho họ để giải tỏa nó đi. Đừng ôm lấy thứ rác đó rồi lại trút cho người khác hoặc mang nó về nhà. Đừng để cho những thứ rác rưởi đó làm hỏng cuộc đời mình. Cảm ơn anh. Anh đã cho tôi một bài học đáng quý đó. Đúng là phải trút bỏ mọi thứ rác rưởi khỏi bản thân. Alo, Hà xin nghe. Chị Hà, em Mai đây. Lúc nãy nhân viên IT có đến cài lại Win cho máy chị. Lúc chị không có ở đó, em đã cấp bản kế hoạch của chị và để ở USB trên bàn của em. Em báo lại để chị không lo lắng. Ôi, thế à? Chị cứ tưởng mất hết rồi chứ. Cảm ơn em nhiều nhé. Vâng, em chào chị. Trái mộng nước màu đỏ. Trên đời này ai sướng bằng ta?
trái ngon gì cũng từng được nếm qua. Ôi chao, những quả táo ngon làm sao. À! Này, con vẹt kia, ai cho phép ngươi ăn táo của ta hả? Ờ, anh khỉ đấy à. Sao lại là táo của anh chứ? Khu rừng này là của chung tất cả các loài muông thú cơ mà. Chung là chung thế nào? Tất cả những cây táo ở đây đều thuộc quyền sở hữu của ta. Làm gì có ai dám xâm phạm cơ chứ? Người mau cút đi, kẻo ta lấy đá ném chết bây giờ. Đúng là hống hách, mình phải dạy cho hắn một bài học mới được. Ấy, anh đừng nóng, tôi đi ngay bây giờ đây. Nhưng anh khỉ này, tôi có thắc mắc muốn hỏi anh. Có thắc mắc gì thì ngươi mau nói đi. Anh chắc đã từng được ăn nhiều loại hoa quả lắm nhỉ? Đương nhiên rồi, trái ngon trái ngọt trên đời, ta đây đều đã nếm thử cả rồi. Ồ, thế thì tôi tìm đúng người rồi. Chả là sáng nay, tôi có bay qua một khu vườn có rất nhiều thứ quả đỏ mọng, dài dài, mà không biết đó là quả gì, nên không dám ăn. Tôi muốn hỏi anh, xem liệu anh có biết không? Cái gì? Quả đỏ mọng, dài dài à? Đúng rồi, hình giống như vần trăng khuyết ấy. Á chà, loại quả quý đấy, ta chưa từng được ăn loại quả nào như thế cả. Mau mau chỉ cho ta chỗ khu vườn ấy đi. Nhưng anh phải hứa cho tôi ăn táo thoải mái nếu tôi chỉ cho anh chỗ đó nhé. Được, nhưng nếu không có loại quả như thế thì ngươi tính sao? Thì tôi hứa sẽ không bao giờ bén mảng đến đây ăn táo của anh nữa. Đấy, anh đi thêm chút nữa là tới thôi. Quả, quả đỏ thế này thì phải ngon ngọt lắm đây. Anh cứ để tôi ăn thử trước cho chắc nhé. Không, không được, ta phải là người thử các loại quả ngon đầu tiên. Anh đã nói vậy thì tôi đâu dám giành phần của anh. Mời anh ăn trước. À, à, cay quá, cay quá, cay quá. Đồ con vẹt láo, dám lừa ta, ngươi mà quay lại sẽ biết tay ta. Đáng đời đồ tham lam dốt nát, đáng đời đồ tham lam dốt nát. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.